cả nhà nhé. Hôm nay Thủy Dương ghé dealership, Thủy Dương đi coi xe cả nhà ơi, đi mua xe cho đơn gái. Rồi lát Thủy Dương sẽ quay mấy cái xe cho cả nhà xem nha. Đây là chiếc xe mà con gái nó muốn đây cả nhà. Hôm nay đi tìm xe nhưng mà gặp trời tuyết, cho nên nó là xe toàn là tuyết không à. Chiếc này là SLE All Wheel Drive, mà chạy 4 cầu. Này ở đằng sau chiếc xe RAV4 này cả nhà. Đây, dưới này là cái bánh xe cua. Bánh xe cua nằm dưới này. Trên này mình có thể đi chợ để đồ trên này nè. Này là cái kéo ra để nó che lại nếu mình bỏ gì bên dưới. Nó nằm bên dưới này. Cái màn nó che lại cho privacy. Này là đằng sau của chiếc xe đó đây. Đây là đằng trước coi. Đây là trước xe. Xe này có cái màn ảnh này nè, touchscreen. Touchscreen này. Nó có sunroof, là cái cửa sổ trên cái roof đó cả nhà, trên cái mui xe. Hôm nay gia đình Thùy Dương vô thử chiếc xe này là coi có thích không, tại vì muốn mua một chiếc xe mà nó chạy 4 cầu á, thì mình có thể chạy được trời tuyết trời mưa, nó an toàn hơn. Thì cái luật mới bây giờ là họ không có làm xe để ở trong chỗ dealership mà mình phải đặt cọc trước khi mà mình lấy xe. Hồi xưa mình có thể mình tới mình coi xe, mình thích thì mình mới mua, còn không thích thì thôi. Rồi còn bây giờ là xe không có sẵn, tại vì bị bệnh dịch Covid á, cho nên là người ta không có làm trước, mà mình tới mình coi á, nếu mình thích á thì mình mới đặt cọc rồi họ mới làm. Họ làm rồi khoảng một tháng sau á họ mới đưa về, thì lúc đó mình mới tới mình lấy xe. Rồi giờ test ride nha. Test ride coi như thế nào. Ngoài trời tuyết nên đi xe toàn tuyết không. Rear view window. Lạnh ơi lạnh luôn. Thấy ơi được quá này. Xe này coi ra sao. Chiếc này bán nhiêu? Không có giá hả? Rồi chạy ra coi sao. Nó có camera nha. Camera in the back. Xe mới giờ xe nào cũng có hết rồi. Camera standard then. Xe nào cũng có máy quay phim vào đằng sau. Oh my god. Yeah. The steering wheel is heated. Yes. Already dude, it's so nice. Very nice. Cái tay cầm nó ấm hả? Yeah, it's heated. This car comes with the convenience weather and weather packages. So the heats are seated. The seats are heated too. Còn như cái tay lái với lại cái ghế trước, hai ghế trước là có heat hả? Là có sưởi ấm trong mùa đông. Rồi chạy thử coi sao. Trời tuyết nó đằng trước, trước cái đầu xe nó bay tà le luôn. Chạy lên dốc nó yếu hả? Xe bốn máy mà. Đúng nè. Chạy lên dốc nó hú á, cái máy xe nó hú á. Thì bốn máy vậy thôi. Bốn máy thì nó đỡ tốn xăng. Đỡ tốn xăng, yếu hơn 6 máy. Nó đang là đi four wheel hay gì đó tên này? No, just regular two wheel. Cả gia đình đi thử xe. Chạy gì mà chạy dữ gái. Trời tuyết trời trơn chạy cho cố. There's no snow on the road, mom. Look, clear road. Clear. It's not icy. Subaru
đường better hơn Rav4. Cái bánh all wheel drive all the time. Còn còn Toyota thì hai bánh này hả? This one all wheel drive, all wheel drive. All wheel drive all the time chứ. Chạy bốn cầu lúc nào cũng chạy bốn cầu hả? No, I'm saying I'm not on four wheel drive. Nhưng mà mình phải bỏ vô hay sao hay nó tự động? No, you have to bỏ vô. So if it's in the when there's snow, you press the snow button. Tuyết thì nó mới chạy snow đúng không? Yeah. Chạy bánh tuyết còn không là nó không chạy đúng không? Yeah. Còn còn Subaru là nó tự động nó chạy bốn bánh luôn đấy, right? Yeah. Nó không phải ấn cái gì hết đấy. Right? Yeah. Vậy cái nào better? Coi như là chạy bốn bánh all the time better hay là no? Hay là hai bánh better? This is four wheel drive. You just have to like put it in snow when there's snow. Chạy bốn bánh thì nó hào sang hơn. Còn nếu mà chạy hai bánh đó, thì nó đỡ hào sang hơn. Nhưng mà Subaru thì nó better in the rain and the snow. Does it feel smooth, right? Tại yeah. Chạy bốn bánh. RAV4 again, hybrid. Đang mua chiếc hybrid. Order the hybrid one. There's like none available. So this car has a normal mode, eco mode. So this is like the one where you're like you're saving gas. So it's like kind of slow. The pedal's a little heavy. And then now, this is a sport mode. Very light. Sport gas mode? Super, super light. You just press it and just goes. Bấm mấy cái nút đó hả? Yeah. Là nó chuyển qua cái... Like what mode you want to go into. Bấm mấy cái nút là nó chuyển qua những cái thứ mà nó tự động nó chạy ha. Chạy chậm hoặc là chạy nhanh hoặc là chạy giọt hay không giọt đúng không? Yeah. Có điện nằm trên này, trên này là cái xanh rút tuyết nó phủ lên rồi cho nên đen thui. Tại nay trời tuyết bên ngoài nè. Đi vô mấy đường trong á coi rồi bỏ vô gì đó, four wheel thì bạn. Đường trong right here. Trời tuyết đó hả? This is me just regular mode. Bỏ vô four wheel qua được không? Đang chạy bỏ được không? This is snow mode. It's like the regular, it's regular. It's just yeah, it's just more traction. Normal. Smooth. Nó chạy chạy cũng đỡ hơn đúng không? So you can get up a hill, is it? Yeah, normal. What? Oh, there you go. Easy. Có người đi bỏ. This definitely, I mean, our 4Runner definitely drives better in the snow. Of course. This car is, it can do snow, but let me like, maybe like not too much snow. Ít ít thôi, chứ chạy mà nhiều tuyết quá sao chạy. Muốn chạy mua xe chạy trời tuyết cho nên là mình phải thử những ngày tuyết như vậy nha. Để chạy xe cái tuyết nó có, chạy nó có ngon hay không. You can only do that once a year. Tất cả đi con. Ooh, it's sliding a little bit. No, chụt chụt đúng không? Yeah, a little bit. Cái đi nó chụt chụt trên tuyết nè. Tại nó không quánh tuyết. Xe này mà all wheel ride mà chạy bánh tuyết thì good. Yeah, I think so. I think if nó có bánh tuyết, I think it'd be better. Cái này, cái bánh I think it's just like regular. It's all season thôi. Yeah. Mua bánh tuyết nữa. Lúc cần đâu. Cái này thì bán mình nó... Bán mình ít tuyết quá. Ít tuyết rồi. Năm được lần hai lần chạy trên tuyết thôi à. Nhưng mà có thì tốt hơn là không có. Nhưng mà tuyết mình cũng ở nhà, mình đâu đi đâu đâu. Nhưng mà họ cào hết hết tuyết rồi. Cào hết tuyết rồi cho nên đâu còn tuyết để mà thử xe đâu. Tuyết trên này họ thả muối với thả cát nó tan hết rồi. Ồ, cái đi tới đường nào nó nói luôn đó. Đường nào? Đi giống như đi tới chỗ mà gieo, nó nổi cái bàn gieo lên. On the screen đó hả? Nó đặt ra mà. Cái xe đó hả? Lấy xe này hả? Nó nổi lên là đi tới đâu luôn. Nó nổi lên cái giống như cái bạn mà theo cho người ta hoặc là stop sign này kia nó nổi lên. Nó nổi lên cho mình biết là phải ngừng hoặc là chạy chậm lại ha. Yeah.
xe của mình đúng không? Muối nó xét cái bên dưới xe của mình á, chạy nó văng lên á. Còn gáp á thì nó làm cái xe nó không có bị trượt. Nó chạy trong đường xe tuyết này, đường có tuyết này. Rồi nó chạy sao? Cái đường này họ không có rải muối rải cát gì hết. Đường nó đóng băng luôn. Nó trượt không? Hơn. I doubt it. Chiếc mới mắc tiền hơn. They don't even got a sticker price on this car. Không có giá. They don't have it on any of them. Sao bây giờ nó không có đề giá trên xe nữa hả? They want you to talk to them. Yeah. I don't want to talk to them. I know, I don't want to talk to them. It could be like Tesla. Yeah. It'd be out of a job. Yeah. Rồi, test drive xong rồi. Test drive xong rồi. Rồi, con gái nói thích xe này. Con gái sẽ vô, con gái order chiếc mới. Coi như là đặt cọc để mua chiếc mới á, chứ không có lấy chiếc cũ này. Cái đó là cái che. So when Desiree go shopping a lot and you know, yeah. Che bên dưới này lại. Che lại thì privacy. Coi như đồ đạc bên trong này người ngoài nhìn vô không có thấy luôn. Ý thế đi. Bấm cái nút là nó tự động nó xuống ha. Đó, xe mới, đời mới giờ là cái gì cũng tự động hết. Rồi, vô order chiếc mới thôi. Em đi coi chiếc gì anh? Toyota Tundra. Toyota Tundra hả? Đời 2022. 2022. Xe nó hết, có tới đâu bán tới đó. Nó ra tới đâu bán tới đó, mà giờ trước này cũng bán rồi. Nhưng mà thì Dung muốn vô coi thử trước khi mua cả nha. Trước khi đặt cọc á. Tại vì nếu mà mình đặt cọc mà mình không thích á cũng hơi phiền, cho nên là muốn coi trước rồi đặt cọc sau. Mà giờ ra tới đâu bám tới đó à. Coi bên trong xe nó có gì. Tuyết không rồi nó lấy hết trơn rồi. Cho em coi anh. Cái này không phải ghế da. Cái này là best model thôi. Best model thôi hả? Yeah. Cái chiếc này không phải ghế da. Thì Dương thì thích ghế da hơn. Chiếc này đằng sau nó có ba ấy nè, ba ghế. Trên này thì nó cũng có cái nút bấm điện rồi đó. Nó có cái screen này hả? Cái 14 inch anh? Nó hồi đó 8 inch rồi em. Ở cái này 8 inch hả? That's it, start up. Here's the key. Keyless. Đây chìa khóa nó này, keyless. Này nó có 4 wheel không? Cái này 4 wheel hả? Ừ, 2 wheel, 4 wheel là mình kéo xuống này xuống hả? Kéo xuống. Cái này đang đứng cứng nhắc à. Đó, push down này. Push down. Yeah. Này 4 gì đây? Follow. Follow, 4 2. Follow là đi chậm á. 4 2 là chạy nhanh. 2 là mình chạy nhanh. Chạy 2 cầu, 4 cầu. 4 cầu nhanh là 4 cầu chậm. 4 cầu chậm, ừ. Này là cái cần số. Này những cái học tủ. Đây có AC đầy đủ hết à. Học tủ ha. Mặc dù SO nhưng mà cũng đầy đủ hết rồi. Cái này là nút ấm nút lạnh nè. Này 8 inch. Xe này cũng đẹp cả nhà ơi. Thùy Dương muốn mua chiếc này nè. Rồi Thùy Dương muốn coi thử coi là họ chiếc limited như thế nào. Đẹp hơn. Chiếc này không phải limited hả? Chiếc này là SO thôi. Chiếc SO này là model. Người ta bán rồi. Nên mình chỉ vô mình coi thôi. Thì khi người ta bán rồi họ không cho mình lái thử. Cái này là cái gì? Này là twin V6. Cái này là twin cái mở cái học mở để chốt phone nó nằm trong này này. Này là những cái cup holder. Coi đằng sau này là cái gì? Nó ấy là hả?
sơn cái ấy lên rồi. Sơn một cái plastic bed. À plastic bed. Bed này nó làm bằng plastic. À. Giống như gì đó. Thì khỏi bị chảy sơn đúng không? Nếu mà ấy thì nó khỏi bị chảy sơn. Còn cái kiến kia có kéo xuống được không? Kiến đằng sau đó. Kiến đó như không á em. Không hả? Chứ nó chỉ có size in and out thôi. Cái kiến của thằng SO5 với này, thằng Limited đó, nó mới đi lên đi xuống được. Ồ vậy hả? Còn thằng này nó không có. Ồ. Không có. Này thấy không? Xong rồi rất là hẹp. Ờ nó hẹp quá ha. Đó là SO5 này, double cap thôi, double cap là rất là hẹp. Ờ. Crew drag thì nó mới rộng hơn. Trời, cái chân này mình để nó còn chưa vừa Mỹ sao vừa ta. Ừ chặt lắm. Chiếc này là nếu như double cap thôi. Chiếc này double chặt chọc lắm. Double cap thì chặt ha. Còn bốn cửa kia nó rộng hơn chút thì nó rộng hơn chút xíu. Cái của mình order á. Mà nó dài hơn. Cái bếp nó cũng bằng mày. Cái này nó bự hơn chút. Cái này nó cái bằng sau nó ngắn quá. Hai lúa muốn đằng sau nó dài để mình con đi ăn bờ ở bụi nó thoải mái, nó rộng rãi hơn. Cái này nó nhỏ quá, đằng sau nó nhỏ quá, nó hẹp quá, không thích. Mà khi order là mình order chiếc limited á thì đằng sau nó rộng rãi hơn. Nay tại trời tuyết cho nên là không có nhìn rõ được chiếc xe. Tuyết nó phủ hết rồi, không có nhìn rõ được. Đó, đây là nhìn sơ sài đằng trước. Đó, nhìn nó dài á cả nhà. Rồi hôm nay thì Dương review chiếc xe RAV4 tới đây thôi cả nhà ha. Nếu thích video của Thị Dương thì hãy cho Thị Dương một cái like, một cái chia sẻ, một cái đăng ký nha cả nhà. Rồi Thị Dương cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye.